Anh Lâm, anh lừa bán tôi cho người ta, rồi bây giờ anh ở nhà anh làm cái trò đó, anh đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy. Làm được thì làm, không được thì thôi. Đồ khốn này. Khốn này thì sao hả? Anh không nói nữa hả? Mày đứng lại đó. Đó là thôi mà. Tao nói mày đứng lại đó, đi đâu? Mày hỏi em nghe xin nè. Anh Lâm, tôi và anh là người cùng quê với nhau, tại sao anh đối xử với tôi như vậy? Tôi tin tưởng anh biết bao giờ, anh biết không? Đừng khốn đi. Khốn à thì sao hả? Giờ sao? Tính lành tôi, tính đánh tôi hả? Nè, đánh đi nè, đánh đi. Tao nói cho mày biết, tự mày dấn thân vào đây thôi, chứ tao đâu có ép mày đâu. Bây giờ mày bỏ về, tao biết ăn nói với má từ sao hả? Con mất dạy hả? Mất dạy hả? Mày đau nữa hả? Vậy mày người đánh, mày đánh người ta hay sao? Hả? Biết đau không? Đau không? Hoài đi mày! Đây là chuyện riêng của tao, không liên quan tới mày! Nhưng mà nha, tao thích kiếm chuyện với mày được không? Được không? Được không? Tao không muốn kiếm chuyện với mày! Nhưng mà tao thích! Mày giống tao trò lắm á! À, tao nhiều trò lắm, muốn chơi không? Chơi với tao nè! Tao con dao, mày con dao! Đâm có thằng nào chết trước, tao anh hùng! Cho mày đâm trước nè! Đâm đi! Đâm đi! Đâm đi! Đâm đi! Đâm đi! Nè! Đâm! Đâm đi! Đâm đi! Đâm! Cái thằng hèn! Con dao đạo cụ! Mà nó cũng sợ nữa! Anh Bình à! Cảm ơn đã cứu tôi nha! Trời ơi! Ơi. Có gì đâu cảm ơn! Nam Duy chi chí! Thấy chuyện bất bình thì nhảy vô thôi. Ủa mà chị vừa gọi tôi là gì? Anh Bình. Không, tôi phải Bình, tôi là Nghĩa, em họ của Bình. Là sao? Trời ơi, chứ sao? Hôm bữa tôi nhớ là anh qua anh hỏi cưới tôi mà. À, bữa đó thì anh của tôi bị bất tỉnh hôn mê, cho nên là tôi đi giùm. Bây giờ anh Bình tỉnh lại rồi, chị về quê đi. Cái gì? Anh Bình tỉnh lại rồi hả? Ừ. Thôi tôi không có về đâu. Ủa sao chị không chịu về? Thôi mà về là má tôi bắt cưới anh Bình đó. Cưới thì cưới có gì đâu. Nhưng mà anh Bình xấu quá à. Trời ơi chị ơi, chị nói sao vậy? Chị nhìn tôi nè, tôi đẹp một, anh Bình anh đẹp tới 10 lắm. Ý của anh là anh khùng một chứ anh Bình khùng 10 đúng không? Bà này có duyên hơn nè. Chị không tin tôi đúng không? Không. Bây giờ chị về quê đi, chị gặp ổng á là chị mê liền luôn. Thôi đi, cái mặt anh xạo lắm, tính gài bẫy tôi nè. Trời ơi, làm ai cũng gài bẫy bà. Thiệt, đi về đi. Không, không về đâu. Tôi quê à nghe. Chuyện này không phải là chuyện của tôi đâu à. Bây giờ chị không chịu về, chị ở đây đi. Chút tụi nó kêu giang hồ quay lại á, là tôi trở tay không có kịp, tôi đi trước. Ê, anh Nghĩa. Cái gì? Nhưng mà tôi... Tôi cái gì nữa, đi lẹ đi bà ơi. Đi. Thank you.
chịu lắm. Anh Bình à, hôm nay á tôi thấy anh khỏe hơn nhiều rồi đó nha. Tất cả là nhờ Hương đó, cảm ơn Hương nhiều lắm. Có gì đâu mà cảm ơn tôi, đó là bổn phận thôi mà. Nếu là bổn phận á thì đâu cần chăm sóc kỹ đến như vậy. Hương á đút cháo cho tôi ăn nè, rồi lo tôi từng ly từng tí luôn à. À thì anh khỏe thì má anh vui mà tôi cũng vui nữa chứ bộ. À mà bác sĩ nói tôi á là phải tập đi cho anh á. À, đúng rồi, mấy bữa nay á tôi thấy cũng khỏe hơn nhiều rồi. Hương tập đi cho tôi chứ thấy Hương như vậy cực khổ quá à. Trời có gì đâu mà khổ, nè đứng ra tôi tập đi cho anh. Nhưng mà chân của tôi còn yếu lắm đó. Có sao đâu, tôi dìu anh mà. Ừ. Đứng lại, đứng lại. Mình. Từ từ, để tôi bỏ chân này lên. Bỏ lên. Bị đau hả? Nhưng mà anh phải cố gắng chứ. Mỗi ngày á, anh phải tập đi vài bước. Rồi hả, chân anh á mới khỏe lại được. Anh á, phải cố gắng lên. Tôi tin á, là anh sẽ làm được á. Ê, bị đau hả? Đau chỗ nào vậy? Hương nè. Hương. Cất áo bây giờ. Có gì muốn nói với tôi phải không? Tôi. Tôi sao? Tôi. Tôi. Sao? Có phải tôi ích kỷ lắm không? Sao tự nhiên nói vậy? Thì. À, tại tôi ép anh tập đi, rồi chân anh mới bị đau vậy á. À, mà không phải do lỗi tôi nữa nha. Tại bác sĩ nói tôi là phải tập đi cho anh á. Tôi biết rồi, nhưng mà chân tôi còn yếu, chứ lại đâu có tự đứng một mình được đâu. Thì tôi tập đi cho anh. Thì ý tôi nói vậy đó. Sao nãy giờ anh không nói đại đi, làm người ta cứ tưởng à. Tưởng cái gì? Tôi tưởng mà thôi đi, tập đi thôi mà, dễ thôi. Thì để cái chân này xuống nè, bỏ thì lên, để cái chân này xuống, bỏ nó lên. Làm gì vậy? Thì anh nắm tay đi rồi mới tập đi được. Kêu tôi nắm tay mà không nhìn mặt tôi, đi nữa té là sao? Tôi mệt quá hà, anh nắm tay đi. Vậy mới được không? Từ từ nha. À. Anh đứng dậy được rồi nè. Đi nha. Tôi đi chậm chậm thôi nha. À, tôi biết rồi. Nè, giờ ráng đi nha. Đó, anh đi được, đúng rồi. Một bước nữa đi. Đúng rồi đó. Chân tôi rung quá. Tôi biết anh làm được mà, rung cái gì mà rung. Tôi thấy anh làm được. Nhìn không thấy hả? Đừng có nói xạo, cố lên. Đúng rồi, một bước nữa. Được rồi thôi. Ê, anh làm được rồi nè. Rồi bây giờ tôi thả nó cho đi nha. Trời ơi, sao đối xử với bệnh nhân kỳ vậy? Bệnh nhân xin lỗi anh. Em có sao không? Xin lỗi anh nha. Hương làm cái gì mà sợ tôi như vậy? Tại lúc trước anh trong bệnh viện á, anh không biết cái gì. Còn bây giờ anh tỉnh rồi chứ bộ. Ai nói với Hương là tôi không biết gì? Tôi chỉ không cử động chứ không nghe được thôi. Nè, Hương á. Tôi chỉ không cử động chứ không nói được thôi. Mà Hương nè. Hương hát ra đây cho tôi nghe nè. Con nghe tôi đẹp trai chứ. Nhưng mà nói Hương đừng có buồn. Giọng hát của Hương khó nghe lắm đó. Cái gì? Khó nghe lắm hả? Hát khó nghe tới cái mức độ mà tôi phải tỉnh dậy luôn. Thì tại tôi hát nó khó nghe nhưng mà tôi hát. Mà đúng rồi. Tại tôi hát khó nghe vậy á, chân anh mới đi lại được. Anh á phải cảm ơn tôi mới đúng á. Tôi nói giỡn thôi, làm gì dữ vậy?
Sài Gòn á, anh học có mấy năm rồi, rồi anh về đây á hả? Anh chê cái quê của tôi. Cái quê của tôi thì sao chứ? Cái quê của tôi thì sao? Thì dễ thương chứ sao? Anh đừng có nói xạo. Ừ, lại đây ngồi tôi nói nghe nè. Nói gì thì nói đi. Lại đây nhanh lên. Nói gì đi thì tôi nghe. Nãy giờ tôi chỉ nói dở thôi, chứ giọng hát của Hương á nghe cũng được lắm chứ bộ. Nhưng mà có điều á, lúc tôi còn hôn mê tôi nghe không được rõ. Bây giờ Hương hát lại cho tôi nghe đi. Ủa, chứ hồi nãy ai nói với tôi á là tôi hát khó nghe, hát đi ghê, chứ tự nhiên giờ kêu tôi hát lại là sao? Đã nói là nói dở rồi mà, xin lỗi được chưa? Tôi hát anh nghe một bài thôi nha. Ừ. Tôi thuộc bài nào tôi hát bài đó nha. Thôi mình đành chia tay, nắng mai em về nơi coi xa. Nè, tôi không có giỡn với anh này nha. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Anh nữa tôi hát, anh ngồi đó anh cười là sao? Trời đất ơi, bộ hết bài để hát rồi hả? Tôi với cô còn chưa quen nhau mà đã đòi chia tay rồi. Lỡ tôi có thương sao tôi dám nói? Thì tại tôi, thì tôi nói với anh rồi, tôi thuộc bài nào tôi hát bài đó cho anh nghe thôi. Tự nhiên bây giờ anh làm cái gì á? Anh buông tay tôi ra đi. Tôi có thương tôi không? Nói gì kỳ vậy? Má anh mà nghe á. Hỏi là có thương con không? Má anh mà nghe là kỳ lắm á. Trả lời đi bà. Thả tay tôi ra đi. Kỳ lắm á. Không phải tay nha. Hai người nắm tay nhau. Không có mà. Không có gì bất cỡ cái mặt áo quét kìa. Anh nghĩ đó mày bà. Cái xe ở đây, anh mày ngồi ở đó mày. Còn đứng được hả? Bà. Sao vậy con hả? Dạ con đang tập đi, thấy mệt quá nên ngồi xuống thôi à. Ủa? Má! Má qua đây hồi nào vậy má? Trời đất ơi! Má khỏe không? Khỏe. Con khỏe không? Con khỏe lắm. Má qua đây làm cái gì vậy? Má qua thăm con. Với lại... Vô đây đi. Con đi qua xin lỗi cậu Bình đi. Má à, nghe lời má đi. Chào anh. Trời ơi, tôi mà biết anh đẹp trai như vậy thì tôi đâu có. Bỏ trốn đúng không? Tôi xin lỗi. Là sao vậy má? Thì đây là... Cô dâu bỏ trốn á. Con nói đúng mà. Ừ, thì đúng. Bác ơi. Mà đừng có nhiều chuyện nữa được không? Bác ơi, con xin lỗi bác. Tại con trẻ người non dạ, nên lúc đó con mới nghĩ là nếu hôn nhân mà không có tình yêu sẽ không có hạnh phúc đó bác. Ủa, chứ phải lúc đó cô thấy anh Bình hôn mê cô chốt luôn hả? Bước qua đây đứng. Bước qua đây. Ngồi xuống. Ủa, cứ nhảy vô trong họng hoài à. Ngồi xuống. Ngồi dưới đất luôn á. Ừ. Chừng nào cho nói mới nói, nghe chưa? Dạ, bác ơi, chuyện xảy ra không có giống như là anh Nghĩa nói đâu. Tại lúc đó, cái anh Nghĩa bưng khay lễ dọn qua nhà con ấy, cái con mới bối rối quá. Cái con Hương á, nó mới nói với con à, nếu mà chị lấy người chồng khùng như vậy, thà chị chết còn sướng hơn đó bác. Nè, chị nói ai khùng? Nghĩa, để người ta nói hết. Phải nói em khùng kìa. Đi qua đó ngồi. Anh Nghĩa à, con Hương nói anh khùng chứ tôi đâu có nói anh khùng đâu. Thảo à, con ăn nói cái gì vậy? Ở đây có người lớn đó, con nói chuyện cho đàng hoàng, không có được đặt chuyện. Má à, con nói thiệt đó má. Má với mọi người á, đừng có nhìn vẻ bề ngoài của nó mà tưởng nó hiền lành chân chất. Hương, em ra đây. Chính em đã lấy số tiền đó rồi xuống chị lên Sài Gòn mà. Chị Thảo, chị nói cái gì vậy? Chị đâu có biết má để tiền ở đâu đâu. Em không nhớ hả? Cái buổi tối hôm đó đó, em lấy tiền rồi còn bảo chị đi nhanh đi nữa. Sao bây giờ em không trả lời hết? Em để chịu anh nói với mọi người vậy hơn. Vậy à? Có thiệt vậy không con? Má, con không có, con không có má. Hương, chính em là mày, em đừng có chối nữa. Em đã nói là em không có rồi mà. Tôi không tin Hương làm những chuyện này đâu. Đúng rồi đó, tôi cũng không tin. Im
mọi chuyện nó qua rồi. Thằng Bình con trai tôi nó cũng khỏe rồi. Tất cả tổn thất gì từ trước tới giờ tôi chịu hết. Được chưa? Đừng có bàn cãi nhau nữa. Chị Hai à, tôi cảm ơn chị đã rộng lòng bỏ qua. Mừng đó là cậu Bình tỉnh lại rồi. Nhưng mà còn cái số nợ đó đó, nhất định là tôi sẽ trả cho chị. Chị Năm à, coi như là của đi thay người đi. Tôi không có tính toán gì nữa đâu. Ma, nãy giờ mọi người nói chuyện gì con không hiểu gì hết vậy? Cái gì mà nợ nần, gì mà con vô bỏ trốn gì? Thôi đi, từ từ mở kể cho... Từ từ má kể cho con nghe nha, chuyện dài dòng lắm nha. Trời ơi, giờ phút này mà vẫn còn còn giấu ở đây được hả? Trời ơi, Nghĩa ơi, mở lại con. Mà đại thằng Nghĩa nói rõ một chuyện như thế nào đi, em nói đi. Cái này là anh Bình cho con nói đó nha. Anh, lúc anh bị bệnh á, mời đi coi bói. Thầy bói nói á, là phải cưới cho anh cô vợ sinh giờ mùi năm mùi tuổi mùi tháng mùi thì anh mới tỉnh lại. Lúc đó anh bệnh, em bưng giùm. Mà thấy em xấu á, bà bỏ trốn luôn. Anh Nghĩa à. Ủa, chứ tôi đâu đúng hả? Bác Hai à, không phải như vậy đâu. Bác Hai à, bác cho con cơ hội để chăm sóc anh Bình nha. Coi như là để con chuộc lỗi. Bình ơi, con bệnh bác cũng vào nghỉ. Bình, bây giờ con khỏe rồi, con nghĩ cái gì thì con nói ra đi. Bác, từ trước tới giờ con quen với việc Hương chăm sóc rồi, con không muốn thay đổi nữa. Anh Nghĩa, anh Bình. Anh Nghĩa cái gì? Bây giờ con muốn chăm sóc cha tôi đúng không? Tôi hỏi cô nè, cô cho anh ăn, anh tôi ăn được không? Được. Con dẫn anh tôi đi vệ sinh được không? Cái cá lương được không? Ừ, nhìn cái mặt của biết không biết rồi. Thôi khỏi luôn đi. Má, má đã nhận sinh lễ của người ta, coi như là con là con dâu của nhà này rồi phải không má? Thảo à, má, con nói đi má. Anh Nghĩa à, anh đừng có nói chị Thảo tôi vậy. Dù vậy bác Hai á cũng đem trầu câu qua hỏi cưới chị Thảo tôi rồi mà. Hương à, nhưng mà những chuyện này tôi đâu có biết đâu. Nhưng mà bây giờ chị Thảo nó về đây với anh rồi. Nhưng mà tôi cần Hương. Chị Thảo á sẽ chăm sóc cho anh. Anh Nghĩa à, anh giúp tôi á, anh giúp chị Thảo tôi á chăm sóc cho anh Bình nha. Con thương bác Hai con về. Hương, Hương. Hương à, chị à, tôi xin phép chị. Hương à, Hương, tôi chăm sóc cho anh Bình nha. Gì kỳ vậy? Tự nhiên người người bỏ trốn thì về chăm sóc, người chăm sóc thì bỏ trốn, cuối cùng ai là cô dâu? Nhà này quan vắng quá. Sợ quá. Ước gì có ai trong lúc này sắp bỏ mình tôi bên nhau ngoài này.
Trong giây phút chia tay, anh nhìn em bực mình. Sao em không đi về giùm em? Tôi nè, chị quét cái gì vậy? Tôi quét nhà. Chị quét nhà hay là chị quét vô mặt tôi? Ủa, tôi quét vô mặt anh hả? Ừ. Tôi quét vô mặt anh này, quét vô mặt anh này, quét vô mặt anh này. Chị vừa phải rồi nha. Một gái quét nhà mà không biết quét. Ôi kìa. Trời ơi, cầm cái chổi cũng cầm được, cũng cầm được. Anh nói giỏi vậy, anh quét luôn đi. Trời ơi, cái này không phải là trách nhiệm của tôi, là trách nhiệm của chị. Chị quét đi. Tôi không quét. Quét không? Không quét. Dân chồng mợ. Lòi cái mặt xạo ra liền. Có mở tối nhà thì xiên lắm. Ông có thì làm biết, làm biết. Anh này, tụi dám lừa tôi nè. Dám đánh tôi hả? Dám lừa tôi nè. Đứng lại đó. Nè. Dám lừa tôi hả? Có tích kết. Tôi dám. Có tích kết. Bực mình à. Mà anh Bình á công nhận đẹp trai thiệt á.